2017 lên dàn áo Ý. Test cho anh em coi không. Đây là mình mới làm nồi vô lọc gió. Nói nhẹ xem. Xe này lên bô luôn. Lên gần full luôn nè. Đang lên này đắt kim. Với lại hết rung ra đầu. Nhưng mà làm là im máy hết. Đó. Anh em có nhu cầu mình đó.